Thưa quý vị, quảng cáo thuốc hay thực phẩm chức năng đang tràn lan trên nhiều trang mạng xã hội, tạo ra ma trận thông tin đánh đố người dùng. Với tính năng chèn clip tự động, nhiều người không mong muốn vẫn phải tiếp nhận những quảng cáo này một cách thụ động. Khó chịu, bực mình, thậm chí là bức xúc. Thế nhưng người dùng mạng không biết phải làm sao để tránh khỏi tình trạng này. Những quảng cáo thuốc như thế này thường xuyên xuất hiện trên YouTube trước khi bà Ngà xem một video nào đó. Có những quảng cáo được lồng ghép với những bản tin từ các cơ quan báo chí lớn khiến bà cảm thấy hoang mang. Bình thường thì xem thì có những cái tin thì trông hình với tiếng thì rất là khớp nhau. Mà ở trong các cái chương trình của VTV với VTC thì là những cái trang mà rất là tin tưởng đấy. Thế nhưng mà xem thì thấy rất là khớp. Nhưng có một vài cái không khớp thôi chứ không phải là tất cả, nên là rất là... Chỉ có một vài cái không khớp đấy làm cho mình không thể nào mà cảm giác như không tin được những cái quảng cáo đấy. Vì hình với tiếng không ăn vào nhau, giống như kiểu người ta ghép ý. Theo khảo sát nhỏ của phóng viên, ngoài những người ở lứa tuổi trung niên như bà Ngà, người dân ở mọi lứa tuổi đều từng bắt gặp những quảng cáo như thế này. Và mặc dù không có gì đảm bảo, vẫn có những người tin tưởng các quảng cáo này. Cái nội dung ở bên trong đấy thì nó cũng rất là cầu kỳ, công phu, thậm chí là còn có cả những nhân vật trải nghiệm ở trong đấy. Nhưng mà mình thấy nó không đáng tin, bởi vì làm gì có chuyện, trên thực tế thì làm gì có chuyện mà chỉ với cái giá rẻ như thế hoặc là chỉ với một lần chữa bệnh mà đã khỏi được thì... Nói là hơi nặng thì là tôi cảm thấy nó như là kiểu như lừa đảo ấy, không đúng sự thật. Thế không bao giờ tôi xem, mà tôi cảm thấy là rất là phiền phức. Và tôi nghĩ là khi mà quản lý mạng ấy thì nên chọn lọc và bớt những cái, đừng để những cái quảng cáo đấy để cho người dân đọc được. Theo các chuyên gia marketing, mạng xã hội bùng nổ giúp người bán có thể tiếp cận khách hàng tốt hơn rất nhiều. Nhưng riêng ở lĩnh vực y tế, người mua lại là bên phải chịu nhiều rủi ro. Thuốc hay là chữa bệnh, khám chữa bệnh nói chung, thì cái truyền thống của nó là chúng ta tương tác trực tiếp với sản phẩm, được chứng, được sờ mó, được kiểm tra, được đọc thông tin, được nghe bác sĩ tư vấn. Còn đằng này chúng ta chỉ nhìn trên màn hình. Thì tất cả cái đó là nó thách thức cho cái người, hay là rủi ro cho cái người tiêu dùng và người mua. Bên cạnh những người cảm thấy phiền và khó chịu vì những quảng cáo về thuốc và thực phẩm chức năng tràn lan trên mạng xã hội hiện nay, thì cũng không ít người đã tin vào những quảng cáo thổi phồng không được kiểm chứng đó. Và hệ lụy là nhiều người vì tin theo, mua và sử dụng để rồi rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Từng điều trị chứng cá tại cơ sở y tế và có hiệu quả rõ rệt, nhưng vì muốn nhanh sạch mụn, bệnh nhân này đã tìm đến sản phẩm được quảng cáo bán trên mạng xã hội sau khi nghe theo lời giới thiệu của bạn bè. Thế nhưng trái với mong đợi, chỉ sau một tháng sử dụng, bệnh nhân đã phải nhập viện vì những biến chứng nhiễm trùng da nặng. Thuốc này thì tôi được người bạn giới thiệu, bởi vì bạn ấy cũng dùng và cũng có đỡ thì tôi cũng dùng theo, làm qua mạng. Và sau khi dùng thì cảm giác cũng đỡ được một chút nhưng mà cũng không giảm được mấy, mụn vẫn cứ nổi lên. Theo bác sĩ điều trị, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mụn mù, mụn bọc kín toàn bộ khuôn mặt và các tổn thương nặng như sần mụn mù đã rải rác xuống cả tay và thân mình. Đáng nói, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Trung bình mỗi ngày có khoảng 20% bệnh nhân tới Bệnh viện Da Liễu Trung ương thăm khám do chứng cá. Trong đó không ít người tình trạng rất nặng do tự ý bôi, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc được mua trên mạng. Rất nhiều bệnh nhân mà sau khi mà tự ý mua thuốc ở ngoài thì vào viện là rất là nặng, nó biểu hiện ví dụ như tình trạng là trứng cá nó bùng phát rất nhiều, trứng cá mụn mủ đầy các bề mặt, nó viêm hoặc là bệnh nhân để lại những cái vấn đề, tức là mặt nó đã tạo những cái sẹo nhăn nhúm. Còn bệnh nhân này đã suýt mất mạng vì tin theo lời quảng cáo của một cơ sở đông y chuyên chữa bệnh trĩ gia truyền. Đáng nói, trước đó bệnh nhân được cơ sở y tế chẩn đoán trĩ độ 2, chỉ cần uống thuốc và không phải phẫu thuật. Tuy nhiên vì tin theo quảng cáo, bệnh nhân đã quyết định chữa bệnh tại cơ sở trên. Hệ quả sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, nhiễm trùng nặng, mạch nhanh, huyết áp tụt và nguy cơ tử vong cao. Nhân sau mổ về hồi sức thì rất là nặng, trong tình trạng rất là nặng và nguy cơ tử vong rất là cao bởi vì nó sốc nhiễm trùng rất là nặng, phải dùng thuốc trợ tim vận mạch liều cao, sau đó phải lọc máu. Đến nay, sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng để được ra viện, bệnh nhân sẽ phải nằm ít nhất thêm 3 tháng
do vết mổ nhiễm trùng. Bây giờ bệnh nhân trong tình trạng nhiễm trùng vẫn còn rất là nhiều, mủ chảy ra gần như là ở vết mổ rất là nhiều. Khi nào tình trạng nhiễm trùng ổn định, vết mổ nó khô sạch thì chúng tôi mới đóng lại vết mổ. Việc cảnh báo từ truyền thông cũng như các cơ quan chức năng đã rất tích cực, nhưng trên thực tế tỷ lệ người bệnh tiền mất tật mang dường như vẫn không giảm. Có lẽ do từng ngày, từng giờ họ phải đối mặt với ma trận quảng cáo các sản phẩm bảo vệ sức khỏe trên mạng, nên không phải ai cũng có thể trở thành những nhà tiêu dùng thông thái. Liên quan đến vấn đề về những vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo các sản phẩm bảo vệ sức khỏe trên nền tảng công nghệ thông tin, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội, đại diện Bộ Y tế cho biết hầu hết những quảng cáo này đều có chung lỗi vi phạm, đó là thổi phồng công dụng vượt quá nội dung được cấp phép. Thậm chí ngày càng có nhiều hình thức quảng cáo tinh vi khiến người tiêu dùng rất dễ bị mắc bẫy. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên VTC1 đã có cuộc phỏng vấn bà Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, rất là cảm ơn bà đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, thưa bà có thể cho biết là bà đánh giá như thế nào về cái thực trạng vi phạm các cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe trên các trang mạng xã hội hiện nay? Và vì sao chúng lại có cái cơ hội để nở rộ trong cái thời gian vừa qua như vậy ạ? Sai phạm mà phổ biến nhất mà chúng tôi theo dõi được đó là cái thổi phồng công dụng của sản phẩm. Mặc dù sản phẩm đã được đăng ký lưu hành, đăng ký tại Cục An toàn Thực phẩm và đã được cấp xác nhận quảng cáo, nhưng tuy nhiên tất cả các cái nội dung quảng cáo trên các cái mạng xã hội đều hầu như là vi phạm và thổi quá cái công dụng của sản phẩm, hay là sự đặc biệt là sử dụng các cái hình ảnh bác sĩ có thể là giả mạo, cắt ghép hoặc có thể là giả danh là bác sĩ để tư vấn và hướng dẫn cho người bệnh hay là người sử dụng cái thực phẩm bảo vệ chức năng đó. Có một số các cái sản phẩm mà chưa được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam nhưng mà vẫn được mang ra quảng cáo, sử dụng các cái bệnh nhân để làm như là một cái bằng chứng để chứng minh là cái sản phẩm đó có thể chữa khỏi bệnh, thì đó là những cái sai phạm vô cùng nguy hiểm và rất ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là về quyền lợi của người tiêu dùng. Vâng, thưa bà, vậy thì cái khó khăn nhất của cơ quan chức năng trong cái việc mà mình quản lý các cái quảng cáo về sản phẩm sức khỏe hiện nay là gì? Và trong cái thời gian qua thì Cục An toàn Thực phẩm cũng đã có những cái biện pháp mạnh tay như thế nào để xử lý những cái vi phạm này và cũng như là làm hạn chế thấp nhất cái tình trạng vi phạm trên quảng cáo thực phẩm sức khỏe trên các trang mạng xã hội? Cái việc mà cứ dò theo từng cái quảng cáo thì vô cùng khó khăn, bởi vì chúng ta biết là công nghệ bây giờ phát triển rất là mạnh. Đặc biệt là với công nghệ trí tuệ nhân tạo thì chúng ta thấy rằng là nếu như nhu cầu của người xem là sản phẩm gì thì cái quảng cáo nó sẽ hiện ra là cái dòng sản phẩm đó. Chính vì vậy, để giải quyết được căn cơ nhất thì chúng tôi đã cùng phối hợp với Cục Báo chí, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử của Bộ Thông tin Truyền thông, và chúng tôi đã yêu cầu các cái đại lý quảng cáo khi tiếp nhận các cái hợp đồng quảng cáo thì cần phải có một cái bộ phận nội bộ để kiểm soát cái quảng cáo đó có đúng các cái nội dung chuyên môn mà Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã xác nhận cái nội dung quảng cáo hay chưa. Và ngoài ra thì Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã có biện pháp rất mạnh là yêu cầu phải có cái sự truy cập của Bộ Thông tin Truyền thông vào cái hệ thống nội bộ của các cái đại lý quảng cáo để xem thực sự anh có làm kiểm duyệt các cái nội dung quảng cáo trước khi phát hành hay không. Về phía Cục An toàn Thực phẩm thì chúng tôi đã có một bộ phận chuyên rà soát các cái quảng cáo vi phạm ở trên các cái mạng xã hội, hoặc là chúng tôi có thông báo cho Bộ Thông tin Truyền thông để có thể có những cái hình thức, ví dụ như là đóng cửa các cái website, tạm dừng trong một thời gian nhất định, và nếu không sửa chữa, không khắc phục thì sẽ đóng cửa vĩnh viễn. Nói gì thì nói nhưng mà điều quan trọng nhất vẫn là người tiêu dùng, đúng không ạ? Những cái nhận biết của người tiêu dùng thì đóng vai trò quan trọng nhất trong cái việc mà mình lựa chọn những cái sản phẩm để đảm bảo sức khỏe. Vậy thì bà có cái lời khuyên nào đối với người tiêu dùng Việt Nam trong cái việc là khi mà họ lựa chọn sử dụng hoặc mua những cái sản phẩm có liên quan đến vấn đề về bảo vệ sức khỏe? Thứ nhất là đối với những quảng cáo mà cứ dùng hình ảnh bác sĩ để tư vấn, để giới thiệu về chữa bệnh, là cam kết 100% là khỏi bệnh sau thời gian bao nhiêu tháng, thì chắc chắn đấy là những cái quảng cáo vi phạm, và thực phẩm bảo vệ khỏe thì không bao giờ có tác dụng chữa bệnh. Xin cảm ơn bà về những thông tin chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, mô hình thường thấy của những loại quảng cáo thuốc trên mạng xã hội là nói sai sự thật, không đúng công dụng, nói quá về tác dụng của sản phẩm. Thậm chí do đặc thù là clip, các loại quảng cáo này còn mạo danh các tổ chức, đơn vị hay các cá nhân có uy tín bằng cách lồng ghép hình ảnh hoặc một số đoạn video phỏng vấn những người chữa bệnh khỏi và phần tư vấn của các phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia y tế. Điều này khiến cho người tiêu dùng có thể hiểu sai, hiểu chưa đúng về công dụng của các sản phẩm, dẫn tới tốn tiền của mình mà còn ôm thêm bệnh tật vào người.
Ông Vũ Trung Hiệp, Phó Chủ tịch Cộng đồng Truyền thông và Tiếp thị Việt Nam cho rằng, để một quảng cáo như vậy xuất hiện trên các nền tảng số, có hai đường đi chính, trực tiếp và gián tiếp. Trong đó, trực tiếp là họ tự tạo ra nội dung quảng cáo khi thuê các nhân vật đóng quảng cáo, còn gián tiếp họ thuê các đơn vị trung gian, có thể là các đại lý quảng cáo. Và như vậy, các nhãn hàng càng đổ nhiều tiền thì tần suất xuất hiện quảng cáo lại càng nhiều hơn. Các nhà quảng cáo, các đơn vị quảng cáo có thể đưa nội dung quảng cáo của mình vào trong các video nội dung với hình thức như vậy. Và nó sẽ lặp lại liên tục qua các nội dung mà người dùng xem. Và tần suất nó nhiều đến đâu thì đó là do cái gói quảng cáo của các nhãn hiệu hay các doanh nghiệp. Ở Việt Nam, dù đã có quy định về mức xử phạt những quảng cáo rác trên nền tảng trực tuyến, nhưng dường như các quy định pháp luật hiện hành chưa theo kịp thực tiễn phát triển quá nhanh của công nghệ. Có rất nhiều những cái văn bản nó quy định và nó có cái mức xử phạt. Tuy nhiên thì cái mức xử phạt đó nó vẫn chưa đủ cái tính răn đe, và nó chính vì cái việc mà chưa đủ tính răn đe cho nên cái việc mà hành vi quảng cáo tràn lan có dấu hiệu vi phạm như vậy nó vẫn tương đối phổ biến. Báo cáo Việt Nam tìm kiếm giá trị cho ngày mai của Google cho thấy Google tìm kiếm là lựa chọn hàng đầu với 45% người tiêu dùng nông thôn. 77% người tiêu dùng nông thôn Việt Nam đã nhấp vào quảng cáo vì dòng tiêu đề có liên quan. Như vậy, khi người dân còn tin thì quảng cáo rác vẫn sẽ còn đất diễn. Khái niệm ô nhiễm của môi trường trên mạng có thể cũng chưa được quan tâm đúng mức. Thì tuy là cơ quan quản lý nhà nước có thể quản về thông tin trên mạng nói chung, quản về quảng cáo nói riêng, thì cũng nên chung tay và huy động cái cộng đồng mạng cùng tham gia, cũng giống như sức mạnh toàn dân, thì mới làm tốt được và mới làm được triệt để. Thời gian qua, Tổng cục Thuế cũng đã có nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, gồm cả kinh doanh qua mạng xã hội. Đặc biệt, luật quản lý thuế số 38 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái cũng lần đầu tiên có quy định về quản lý thuế đối với các hoạt động thương mại điện tử. Dù đã có những cơ sở pháp lý, nhưng việc triển khai trên thực tế vẫn còn không ít trở ngại. Dự thảo thông tư hướng dẫn một số điều của luật quản lý thuế đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến nêu rõ. Các doanh nghiệp không có cơ sở kinh doanh cố định ở Việt Nam, nhưng có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử ở Việt Nam sẽ phải thực hiện trách nhiệm đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế với cơ quan quản lý thuế Việt Nam. Tuy nhiên, không dễ gì mà thực hiện được ngay. Đối với lại các nhà thầu nước ngoài hoặc là các cái tổ chức nước ngoài hiện diện không Việt không hiện diện tại Việt Nam nhưng có nộp thuế, tức là ví dụ như là Google, ví dụ như Facebook vân vân, thì sẽ là đăng ký thuế trên cái trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trường hợp nào mà các nhà đầu tư nước ngoài, nhà kinh doanh nước ngoài khai thuế trực tiếp thì cũng được quy định rất là rõ trong cái thông tư này. Để quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, ngành thuế đã thay đổi tư duy quản lý, thay vì làm việc trực tiếp với từng cá nhân, sẽ nắm đầu mối từ các tổ chức có liên quan. Cụ thể, dự thảo thông tư về luật quản lý thuế quy định, các đơn vị trung gian được yêu cầu khai thông tin và thậm chí nộp thuế thay cho cá nhân và hộ kinh doanh. Như vậy, các sàn thương mại điện tử sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin của chủ shop để cơ quan thuế nắm được doanh thu thực. Về mặt nguyên tắc, Tổng cục Thuế sẽ xây dựng một cái nền tảng để từ đó các cái doanh nghiệp nước ngoài có kinh doanh trên nền tảng số ở Việt Nam ấy, họ sẽ là cái người mà cập nhật các cái tình hình sản xuất kinh doanh, và từ đó Tổng cục Thuế sẽ là cái người mà thông báo thuế và thực hiện các cái nghĩa vụ đối với họ trong cái quá trình mà kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Số thu thuế từ mô hình hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo trực tuyến của các tổ chức nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam năm 2020 là hơn 1.100 tỷ đồng. Con số này tăng gấp 24 lần so với 4 năm trước. Ngành thuế cũng đang tăng cường phối hợp với các tổ chức ngân hàng, tín dụng, nâng cấp phần mềm công nghệ thông tin để tăng thêm hiệu quả quản lý thuế đối với các nền tảng mạng xã hội, thậm chí sẽ chuyển sang cơ quan điều tra khởi tố với các trường hợp vi phạm. Hiện nay ở nước ta có rất nhiều các văn bản pháp luật khác nhau cùng điều chỉnh về hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, quy định của pháp luật về quảng cáo vẫn bộc lộ những bất cập và hạn chế, nhất là đối với hình thức quảng cáo trên Internet và mạng xã hội. Ví dụ, tại Nghị định 72 năm 2013 của Chính phủ mới chỉ đề cập đến những hành vi quảng cáo hàng hóa bị cấm và còn bỏ ngỏ đối với việc quảng cáo hàng hóa thông dụng trên các tài khoản cá nhân. Do đó, rất khó kiểm soát được tính trung thực của thông tin quảng cáo. Vì vậy mà để góp phần hoàn thiện pháp luật đối với lĩnh vực quảng cáo, nhiều chuyên gia pháp lý đã đề xuất phải khẩn trương rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật mới trong hoạt động quảng cáo hiện nay.
trong đó cần thiết phải bổ sung trách nhiệm của người ký hợp đồng làm đại diện thương hiệu cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đối với nội dung quảng cáo sản phẩm mà họ đại diện. Vì trên thực tế có rất nhiều người nổi tiếng hay những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội tham gia quảng cáo nhưng không cần biết sản phẩm mình quảng cáo ra sao, dẫn đến rất nhiều hệ lụy xã hội. Và tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.